Mới đây tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh và lễ phát động khởi nghiệp tại Sóc Trăng, dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 4 năm 2018 với quy mô khoảng 500 đại biểu. Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng của tỉnh Sóc Trăng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ thực hiện một số hạng mục công việc, trong đó chú trọng đến lĩnh vực năng lượng. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, hội nghị xúc tiến đầu tư Sóc Trăng năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay. Vì vậy nên tính toán định hướng dài hạn các thị trường, mặt hàng xuất khẩu như thủy sản, nông sản chế biến từ đó định hướng ưu tiên để phát triển. Bộ trưởng giao cục xúc tiến thương mại và cục xuất khẩu chú trọng đến mặt hàng gạo và thủy sản, thủy sản chế biến gắn với phát triển thị trường nhất là thị trường mới nổi và thị trường mà Việt Nam ký kết hiệp định thương mại tự do FTA. Đối với các kiến nghị liên quan đến lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng giao cục điện lực và năng lượng tái tạo phối hợp với tập đoàn điện lực Việt Nam EVN cùng với địa phương hoàn chỉnh hồ sơ để hoàn thiện quy hoạch điện gió, điện mặt trời và điện nuôi tôm, đặc biệt chú trọng khai thác các điều kiện tự nhiên, xây dựng địa phương trở thành trung tâm phát triển mạnh tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long bộ trưởng giao cục công thương địa phương phối hợp với sở công thương tỉnh sóc trăng giả soát tham mưu với lãnh đạo địa phương đánh giá hạ tầng của các khu công nghiệp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci từ đó thu hút đầu tư <laughs>